Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng. Máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại và trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với đánh giá một con hàng smartphone có thể nói là sở hữu cấu hình mạnh nhất trong tầm giá loanh quanh 2 đến 2 triệu rưỡi đồng hiện nay, đó là mẫu sáp Aquo R5G. Về cơ bản, chiếc sáp R5G là mẫu flagship được ra mắt bởi người Nhật cách đây khoảng 3 năm. Khi ra mắt thì thiết bị được xếp vào phân khúc cao cấp tức ngang hàng với các mẫu điện thoại đến từ Xiaomi, Sony cùng thời điểm nhưng có giá thấp hơn, khoảng $900, tức khoảng loanh quanh 20 triệu đồng. Và giờ thì sau vài năm, chúng ta đã kiếm được chiếc điện thoại này với giá chỉ loanh quanh 2 triệu đồng tùy hình thức, kiểu như là máy đã thay vỏ hoặc thay màn, chấm mực thì khoảng 2 triệu đồng, máy mới mông má lại nghiêm chỉnh sẽ khoảng 2 triệu 5 chẳng hạn, cũng khá là hời phải không nào? Với xuất phát điểm là một chiếc điện thoại cao cấp trong khoảng thời gian 2020 thì chúng ta có thể thấy ngay tương đối nhiều nét cao cấp trong thiết kế của chiếc A5G này. Toàn bộ máy được cấu thành bởi hai chất liệu chính là kim loại và kính. Khung máy là kim loại và hai mặt kính được bo cong, vát ốc 2,5D cho cảm giác cầm gọn, nhẹ, đầm và chắc tay nhờ các cạnh được bo cong rất nhiều. Một điểm nhấn khiến con hàng này có được độ độc dị bậc nhất thị trường còn nằm ở thiết kế có tới hai tay thỏ, hay đúng hơn là vừa tay trâu vừa tay thỏ vì màn hình chứa tới hai phần khuyết ở trên và dưới. Ở trên sẽ chứa cho lỗ camera selfie, còn phần dưới sẽ là nơi đặt cảm biến vân tay thay vì để vân tay vào trong màn hình hoặc để sang cạnh bên. Rõ ràng điều này cho thấy gu của các anh Nhật là khá dị. Không đi theo số đông thị trường vốn muốn làm cho bốn cạnh của máy mỏng nhất có thể, thì sáp đã nói không, đơn giản là tao thích thế, chúng mày làm gì được tao. Một điểm khác thể hiện sự dị hợm của các điện thoại sáp nói chung và con Aquo R5G nói riêng là nằm ở phần camera. So với những người tiền nhiệm vốn chỉ có hai mắt thì bây giờ sáp đã cho con A5G này hẳn bốn mắt, tức ăn đứt luôn tất cả thể loại iPhone, Sony cùng thời điểm về số mắt, và cái cách mà nhà sản xuất Nhật Bản thêm vào cụm camera này cũng sẽ khiến nhiều anh em tưởng rằng mẫu máy này chuyên chụp ảnh. Cụ thể thì cụm camera chính của máy gồm 4 ống kính, bao gồm cảm biến chính 12MP khẩu độ 1.7 kết hợp ống kính tele 12MP cho khả năng zoom quang học 2 lần, ống kính siêu rộng 48MP và cuối cùng là ống kính 3D Time Offline, hỗ trợ chống zoom quang học và quay video lên tới 8K30 khá xịn sò. Camera của máy bắt nét tương đối nhanh với giao diện lấy nét theo pha tương tự các điện thoại Sony và cũng bê nguyên luôn điểm trừ là khả năng chụp ảnh. Lưu ảnh khá chậm, chụp đêm bị nhiễu rất nhiều cũng như khả năng lọc ổn micro của máy không được tốt cho lắm. Nói chung là nhét cho lắm tính năng vào nhưng chất lượng cụm camera này chỉ ở mức trung bình mà thôi. Về khả năng giải trí nghe nhìn của chiếc Aquo R5G thì nhìn chung, điểm mạnh nhất của con hàng này cũng là màn hình. Màn hình của chiếc R5G thực sự nên được đánh giá là rất ngon cây trong tầm giá 2 triệu. Nó được trang bị tấm nền IGZO độc quyền của Sharp, độ phân giải 2K cùng kích thước tầm trung chỉ 6.5 inch rộng rãi giúp đẩy mật độ điểm ảnh lên rất cao hơn cả iPhone. Hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu cùng tần số quét 120Hz cho khả năng hiển thị rất sắc nét cùng dải màu hiển thị tuyệt vời, độ sáng cao cùng tính năng lọc ánh sáng xanh để giúp anh em quẩy đêm mà không hại mắt. Tuy nhiên, màn hình này cũng có một điểm trừ nặng là tỷ lệ bị chết màn hoặc ám màn khá cao, nên anh em vừa mua vừa phải cầu trời khấn Phật đấy. Bên cạnh đó, phần âm thanh tương đối tốt với quả loa kết stereo cùng công nghệ âm thanh được cải tiến hơn so với thế hệ trước. Anh em muốn quẩy ba sàn bay lắc đều được, hay nhẹ nhàng gọi video chat với bồ cũng rõ ràng luôn, và điểm trừ là âm lượng tổng thể không cao so với mặt bằng chung. Về phần mềm, đây sẽ là thứ mà anh em sẽ cần phải thực sự tìm hiểu và có chút kiến thức về các dòng máy Nhật thì mới làm chủ được chiếc A5G này. Về cơ bản, chiếc R3 được cài sẵn hệ điều hành Android 12 và dĩ nhiên với truyền thống đem con bỏ chợ của mấy ông Nhật lùn thì con hàng này sẽ vĩnh viễn nằm lại ở Android 12 mà thôi. Như mọi khi, vì là máy nhà mạng nên nó sẽ đi kèm một lô một lốc phần mềm ráp của nhà mạng mà sẽ khiến nhiều anh em phải bực mình để tinh chỉnh lại để sử dụng. Đặc biệt là các phần mềm thiết yếu đi kèm sẵn máy sẽ không thể dùng được do nó chỉ được thiết kế dành cho người Nhật và anh em sẽ cần phải tải về các ứng dụng tương ứng của Google trên Play Store để cài thay thế các ứng dụng này của máy. Về hiệu năng, chắc chắn là các anh em Nhật lùn không làm chúng ta thất vọng khi chiếc Aquo A5G được trang bị một cấu hình mạnh nhất tầm giá với con chip xử lý Snapdragon 865. RAM 12GB cùng bộ nhớ 256GB kết hợp màn hình 120Hz mang đến trải nghiệm sử dụng siêu mượt mà, gần như không hề xảy ra giật lag trong điều kiện bình thường. Khả năng chơi game của máy cũng khá đáng nể khi có thể cân được hầu hết các tựa game nặng hiện nay ở mức đồ họa cao. Tuy nhiên có một điểm lưu ý là máy sẽ nóng lên khá nhanh khi chơi game trong thời gian dài nên anh em có thể cân nhắc vứt vào chậu nước cho bớt nóng vì thiết kế máy có chống nước, đùa thôi. Bên cạnh đó thì cũng cần lưu ý cho anh em là nếu có tức đến mức đập máy vì thua trận thì đập nó nhẹ nhẹ thôi, vì phần khung vỏ con máy này không được bền cho lắm dù được trang bị kính cường lực. Một điểm yếu khác của chiếc A5G cũng nằm ở cấu hình cao, màn hình tốc độ cao nhưng dung lượng pin không được cao cho lắm, chỉ đạt 3700mAh khiến cho thời lượng pin khi sử dụng liên tục chưa được trong ngày, và khi để ở chế độ chờ thì được khoảng một tuần. Vì vậy đối với các anh em có nhu cầu cao về game nên cầm theo sạc dự phòng cho máy. Điểm tốt là chiếc điện thoại này sạc tương đối nhanh, chỉ mất khoảng hơn một tiếng là đầy. Nhìn chung, chiếc Aquo A5G của Sharp là chiếc điện thoại mà mình đánh giá là hài lòng nhất từ trước tới nay về hiệu năng lẫn một số mặt về giá trị sử dụng trong tầm giá loanh quanh 2 triệu đồng. Chiếc điện thoại này hội tụ rất nhiều điểm mạnh hiếm thấy như màn hình đẹp, thiết kế mỏng nhẹ,
camera nhiều tính năng, vỏ kim loại kính vừa trẻ trông vừa khá sang, hỗ trợ cả chống nước. Pin khá và tầm đó ưu điểm là đủ để bù trừ cho nhược điểm về phần mềm của chiếc điện thoại này. Anh em có nhu cầu tham khảo chiếc điện thoại này tại kho đồ của kênh. Cảm ơn anh em đã nghe Văn Mẫu cho đến giờ. Hãy để lại một lượt thích và đăng ký theo dõi kênh để tiếp tục đón chờ một siêu phẩm mới lên sóng vào giờ này ngày mai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.